Tin bóng đá hôm nay, Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc. Trọng tài V-League ngất xỉu. Man City sắp biến Maguire thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Milan hỏi mượn Torreira. Sarri muốn có Reina, là những tin chính trong bản tin hôm nay. Tin bóng đá Việt Nam, Công Phượng chưa thể sang Pháp thử việc. Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh vẫn chưa thể xác định ngày Công Phượng sẽ sang Pháp để thử việc. Giám đốc điều hành Tấn Anh cho biết hiện tại quá trình chuẩn bị cho Công Phượng vẫn đang diễn ra và chưa thể đưa ra thông báo cụ thể về kế hoạch sang Pháp. Theo kế hoạch, Công Phượng sẽ tới thử việc ở câu lạc bộ Clermont phút 63, đội bóng thi đấu tại giải hạng nhì Pháp League 2 trong vòng 1 tháng từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 7. Tuy nhiên, tất cả đã phải thay đổi khi quá trình xin visa của cầu thủ này kéo dài hơn dự kiến. Công Phượng sắp tới sẽ tiếp tục thi đấu ở nước ngoài và câu lạc bộ sẽ không đăng ký cầu thủ này tại V-League 2019. Không chỉ ban lãnh đạo đội bóng mà Công Phượng cũng rất quyết tâm. Có thể nói là Công Phượng cố gắng tới cùng và phải chinh phục cho bằng được, ông Tấn Anh cho hay. Trọng tài V-League ngất xỉu khi kiểm tra thể lực. Trong vòng kiểm tra cuối cùng vào sáng 24 tháng 6 tại sân Hàng Đẩy, trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Chiết đã bị ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo đó, các trọng tài đã bắt đầu với hai bài kiểm tra gồm chạy tốc độ 40m 6 lần theo quy định, chạy sức bền tốc độ, test có nghỉ 40 lần 75m, đi bộ 25m. Các trợ lý trọng tài giữ các bài kiểm tra gồm Koda test, chạy 5 lần 30m và thêm các bài thi chống trọng tài. Dù thời tiết không nắng nóng đỉnh điểm như các ngày gần đây, trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Chiết đã bị ngất xỉu thực hiện gần xong các phần kiểm tra của mình. Ngay lập tức, ông được các bác sĩ tại sân Hàng Đẩy sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sanh Pau cách sân khoảng hơn 1 km. Theo các bác sĩ, trọng tài Hiền Chiết bị ngất xỉu khi chạy vì có biểu hiện thiếu nước và thiếu oxy. Đến thời điểm hiện tại, vị vua áo đen này đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được. U22 Việt Nam có thể đăng ký tới 23 cầu thủ cho SEA Games 30. Liên đoàn bóng đá châu Á đã thông qua đề xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc tăng số lượng cầu thủ đăng ký cho môn bóng đá tại SEA Games 30. Theo thông lệ các đại hội thể thao, các đội tham dự môn bóng đá thường chỉ được đăng ký tối đa 30 cầu thủ sơ bộ và rút gọn thành 20 cầu thủ chính thức. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các huấn luyện viên trong việc sắp xếp, lựa chọn nhân sự tham dự, đặc biệt là với lịch thi đấu dày đặc. Trước tình hình đó, ông Trần Quốc Tuấn đã đề xuất nâng số lượng đăng ký chính thức cho môn bóng đá từ 20 lên 23 cầu thủ. Đề xuất hợp lý này từ Việt Nam đã được các liên đoàn bóng đá khu vực hưởng ứng và thông qua tại buổi họp hội đồng AFF diễn ra tại Lào. Đức Chinh tới PVF điều trị chấn thương, SHB Đà Nẵng đã quyết định đưa tiền đạo Hà Đức Chinh ra trung tâm bóng đá PVF để tập trung điều trị chấn thương ở cổ chân. Trong văn bản chẩn đoán từ PVF gửi về SHB Đà Nẵng, các bác sĩ cho rằng chấn thương ở cổ chân của tiền đạo người Phú Thọ nặng hơn dự kiến. Theo đó, nếu như muốn bình phục hoàn toàn thì Đức Chinh cần khoảng 2-3 tháng điều trị tích cực. Bên cạnh đó, họ nhận định Đức Chinh chỉ chạy được mà không sút được. Đây là điều mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nhắc đến rất nhiều ở giai đoạn lượt đi. Đến với các tin tức chuyển nhượng quốc tế, Man City sắp biến Maguire thành hậu vệ đắt giá nhất. Trung vệ Harry Maguire Leicester đã từ chối Man United để gật đầu với Man City. Được biết, Man xanh sẵn sàng biến Maguire thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi bỏ ra số tiền 80 triệu bảng. Tại Etihad, tuyển thủ Anh sẽ nhận 280.000 bảng trên tuần. Wan-Bissaka chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. MU được cho là đã có một bước đột phá trong việc thương thảo với Crystal Palace về trường hợp của Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ phải 21 tuổi này sẽ đến Old Trafford với 42,5 triệu bảng trả trước cho Crystal Palace.
và điều khoản phụ có thể lên tới 55 triệu bảng. Wan Bissaka lên đội một Crystal Palace hè 2017, và anh đã gây ấn tượng mạnh ở mùa giải này khi thi đấu 35 trên 38 trận tại giải ngoại hạng 2018-2019. Wan Bissaka đang cùng tuyển U21 Anh thi đấu ở vòng chung kết U21 châu Âu, nhưng đội bóng của anh đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua, và chỉ còn trận thủ tục với U21 Romania. Bởi vậy, nhiều khả năng Wan Bissaka có thể kiểm tra sức khỏe với MU vào đầu tuần sau. MU sắp kích hoạt điều khoản gia hạn với Rashford. Trong bối cảnh chưa thể chói chân Marcus Rashford bằng một bản hợp đồng mới, MU quyết định sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn 12 tháng với chân sút trẻ này nhằm tránh sự mời gọi từ các câu lạc bộ lớn ở châu Âu như Real Madrid và Barca. Rashford hiện đang hưởng lương 180.000 bảng trên tuần, và hợp đồng này sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2019-2020. Anh đòi mức lương 350.000 bảng trên tuần thì mới chịu gia hạn, nhưng MU không đồng ý. Rashford, 21 tuổi, là chân sút chủ lực của MU dưới thời Ole, và khiến Lukaku phải tìm đường ra đi. Mùa giải vừa rồi, anh đã ghi 13 bàn sau 47 trận khoác áo quỷ đỏ. Tiền vệ lão tướng Daniel De Rossi sẽ không chấp nhận mọi lời đề nghị từ Mỹ MLS hay Boca Juniors để tiếp tục thi đấu tại Serie A. Hiện chưa rõ De Rossi sẽ chọn câu lạc bộ nào là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp. Tờ Calcio Mercato tiết lộ huấn luyện viên Maurizio Sarri của Juventus muốn mang thủ thành Pepe Reina của Milan sang Bắc dự bị cho Wojciech Szczesny. Huấn luyện viên Unai Emery đã yêu cầu ban lãnh đạo Arsenal phá kết chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha của Crystal Palace. Mức giá của phi vụ này là 55 triệu bảng, vượt quá ngân sách mua sắm cho phép của pháo thủ, nhưng Emery vẫn muốn cắt xét chi thêm tiền để hoàn tất. Real Madrid sẵn sàng để hậu vệ theo Hernandez sang Milan theo dạng mượn một mùa, tuy nhiên, sẽ không có điều khoản mua đứt nào đính kèm. Thay vào đó, Rossoneri chỉ cần thay Los Blancos chi trả khoản tiền lương 2 triệu euro sẹt mùa cho cầu thủ người Pháp. Inter Milan vẫn cách Lukaku 20 triệu bảng nữa. Mặc dù Lukaku đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Inter Milan, song thương vụ này vẫn không thể diễn ra trống vánh như dự kiến bởi cả hai đội vẫn chưa thể thống nhất về giá cả. Theo Gazzetta dello Sport, Inter mới đồng ý trả 55 triệu bảng, tức là thấp hơn con số 75 triệu bảng mà MU đòi hỏi. 75 triệu bảng cũng chính là số tiền mà MU đã chi để mua Lukaku từ Everton về Old Trafford. Hiện, hai câu lạc bộ cũng đang bàn về phương án cắt thêm Mauro Icardi vào thương vụ này. Trong mùa giải đầu tiên, Lukaku đã ghi 27 bàn thắng cho MU, nhưng ở mùa thứ hai, anh chỉ ghi được 15 bàn và không nằm trong kế hoạch của Ole Solskjaer vì bị cho là thiếu linh hoạt và khéo léo. MU tiếp tục chạy đua giành Nicola Pepe. Tờ La Voice Junot cho biết MU vẫn đang chạy đua với Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của Nicola Pepe, chân sút chủ lực của Lille ở mùa giải vừa rồi. Trong hai mùa giải khoác áo Lille, Pepe đã ghi 37 bàn thắng sau 79 trận. Vị trí sở trường của anh là cầu thủ chạy cánh phải. Đây cũng chính là vị trí mà MU cần vì họ rất thiếu tốc độ, trong khi đó lại là điểm mạnh của cầu thủ 24 tuổi này. Được biết Quỷ Đỏ sẵn sàng trả 45 triệu bảng cho thương vụ này. Theo Daily Mail, ngoài MU và Liverpool, Atletico, Juventus và PSG cũng đều để ý đến Pepe. MU công bố bản hợp đồng thứ hai. Theo giờ Zoom, MU đã có bản hợp đồng thứ hai ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau Daniel James, đó là tài năng trẻ 16 tuổi Matteo Mejia từ Real Zaragoza với giá 600.000 bảng. Theo báo chí Tây Ban Nha,
Mejia là một cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng và được một số câu lạc bộ châu Âu theo đuổi, nhưng MU là đội chiến thắng cuối cùng. Anh sẽ bắt đầu từ đội trẻ MU trước khi tìm đường lên đội 1.